Xin chào tất cả các bác, các anh, các chú. Hôm nay em lên video giới thiệu cho tất cả các bác ít đồ hàng tháo máy. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại đây ạ. Số điện thoại đặt hàng của bên em nhé, shop Long Hợi 0975275636 hoặc số điện thoại 0942453417. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc. Bác nào ở gần thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp. Bác nào ở xa bên em sẽ có ship hàng đến tận nơi ạ. Trên video em có đánh số thứ tự và giá tiền theo từng mẫu hàng. Các bác có nhu cầu mua mẫu nào thì cứ chốt cho em theo mã số như trên video nhé. Giá trên video là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm tiền ship. Những đơn hàng mà dưới 5kg, tiền ship toàn quốc sẽ là 30.000. Còn từ 5kg đến 10kg quay đầu, tiền ship sẽ đồng giá là 50.000 toàn quốc ạ. Cái này thì tiền ship đang tính đồng giá theo cân nặng, không tính theo địa chỉ xa gần nha các bác. Rồi bây giờ đầu tiên em sẽ quay vào mẫu số 1 ạ. Đây, số 1 nó nằm ở bên góc này. Trên video mà em quay không được rõ được chi tiết mẫu nào, các bác có cần xem lại số nào thì mình cứ báo em, xong rồi em chụp ảnh lại các bác coi lại nhé. Đây, đầu tiên là mẫu số 1, combo mấy cái này nó giống như cái camera các bác. Ở đây này, đây là nó sẽ có cái phần ống kính này, phần ống kính còn đẹp, không có bị bể vỡ nha bác. Đằng sau nó sẽ có cái phần chân, cái chỗ chân rắc cắm như này. Đây, cái tem thông số Make in Japan, điện DC 12V nha các bác. Ở đây là có cái phần chân gối này, các bác không cần thì mình có thể tháo rời ra nhá. Chiếc thứ hai mẫu này còn cái phần chân rác này. Đây, phần ống kính bên trong các bác cũng còn đẹp, không có bị bể vỡ gì đâu ạ. Mẫu này cũng là Make in Japan, điện DC 12V này. Còn đây là chiếc thứ ba nó sẽ kiểu này. Đây, Make in Japan này các bác, DC từ 9 đến 16V nhé. Phần ống kính các thứ của nó còn đẹp nhé. Đây, phần thân của nó bằng nhôm các bác, trông nó rất là sáng luôn này, như hàng mới luôn ạ. Combo 3 món của mẫu số 1, bộ này có giá là 150.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 2. Số 2 là combo các cái cảm biến này các bác. Đây, cái cảm biến này nó kiểu như cái màn hình điện tử ở trên này các bác, nó có các cái nút nhấn điều khiển này. Ở lại này này. Đấy. Cái này nó còn có cái này nó còn cả cái phần kiểu bảo vệ bên ngoài ấy. Con này bị mất bảo vệ bên ngoài rồi. Đấy. Còn đây là các cái loại nhỏ hơn nữa này. Loại nhỏ hơn là những cái này. Đấy. Đây là bộ combo các cái cảm biến của mẫu số bao nhiêu, số 2 nha các bác, có giá là 120.000. Cái này thì em chỉ có một bộ thôi nha các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 3. Số 3 là cái combo các cái ke góc này. Rất là nhiều ke góc nhôm nha các bác. Đây, chứ được, nó có hai cái này bị vỡ rồi, em bỏ ra hai cái này ra nhá. Hai này bị vỡ rồi. Các cái ke nhôm này thì các bác có thể bắt ở cái nhôm nhôm hộp, nhôm định hình ấy, nhôm vuông 3x3 nha các bác. Còn một cái này thì to quá này. Đấy. Đây là combo của mẫu số 3, rất là nhiều luôn. Mẫu này có giá là 100.000. Các em có một bộ thôi ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 4. Đây, số 4 là combo các cái cầu đấu nha các bác. Đây, những cái phần cầu đấu này. Ở đây nó sẽ có các cái phần chân ốc này, nó sẽ cắt hết dây điện nha các bác. Còn ốc thì em thấy là vẫn còn đầy đủ ấy. Mẫu này thì kích thước của nó là dài là 12cm nhá. Hàng Hàn Quốc. Để em xem nó có mấy loại nào. Đây. Đây các bác, phần chân ốc là vẫn còn, em thấy là còn đầy đủ nha. Đây, combo này gồm 2 này, 4 này, 6, 7 chiếc. Combo 7 chiếc nhé các bác. Combo 7 chiếc của mẫu số 4. Hàng còn đẹp, không có bị bể vỡ gì ạ. Đằng dưới này sẽ có cái phần chân cài. Mẫu số 4 này, bộ combo này có giá là 100.000. Giá rất là rẻ luôn nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 5. Số 5 là combo mấy cái cây trục tròn này. Này của nó là trục tròn sắt đặc phi 20. Ở đầu đây nó có cái phần lỗ gen này các bác. Cái này phần lỗ gen bên trong em đo được. Đây là 7 ly nhá. Phần trục tròn đo được là phi 20. Trục tròn sắt đặc nha các bác. Trục tròn đo được chiều dài là 24,7cm nhá. Combo 4 cây của mẫu số 5 có giá là 100.000. Cái này em có một bộ thôi ạ. Tiếp theo là mẫu số 6. Số 6 là bộ combo các cái kiểu ban me các bác. Ban me kiểu bán trượt đây. Đây này, như cái mẫu này em đang cầm tay là nó kiểu bán trượt mang cái như này này. Đấy. Các bác
về nghiên cứu chế cháo nhá. Bên sườn sẽ có cái phần chân ốc lục giác ở đây này. Như cái mẫu này kích thước của nó chắc là 4cm thôi. Mẫu này là 4,5cm này các bác. Mặt vuông vuông cái này bằng nhôm nhá. Còn cái này thì kiểu nó to to hơn này. Nó có cái nút vặn ren đây này. Nó đang bị tụt ốc rồi, với các bác điều chỉnh lại nhá. Đây còn những cái mẫu này là cái mẫu bàn trượt kiểu nhỏ nhỏ ấy. Cái nào mà thích chế cháo này thì mình chốt combo này. Đấy, rất là nhiều các cái, trong đây nó sẽ là lộn xộn nhiều loại nha các bác, chứ không phải là một loại đâu. Đây. Những mẫu này là bàn trượt kiểu mang cá này. Phần khung là khung bằng nhôm như này. Combo này của mẫu số 6 có giá là 120.000, là nguyên combo tất cả chỗ này luôn nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 7. Số 7 là cái mấy cái món này. Cái này nó giống như mấy cái chân giảm chấn đi các bác. Đây cái phần này nó giống như một cái gối bằng sắt nữa này. Cái phần ti này đo được là 3 ly. Cái phần ren bên ngoài đem đo được là phi 10 nha các bác. Đây là bộ combo của mẫu số 7. Bộ này có giá là 50.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 8. Số 8 là combo 3 cái cục motor nhỏ này. Cái mẫu này phần đầu trục của đem đo được là 8 ly nhé. 50W. Điện bao nhiêu đây? Điện 200V nha các bác. Make in Japan. Chiếc thứ hai. Phần đầu trục của đem đo là 8 ly. AC sạc vô motor Make in Japan 50W, điện 200V. Chiếc thứ ba, phần đầu trục đo được là 8 ly. Mẫu này là của Zakawa. 100W 200V. Combo 3 chiếc của mẫu số 8 có giá là 100.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 9. Số 9 là bộ combo mũi vít. Cái này là mũi vít nóng nha các bác, không phải là mũi vít tắt đâu. Như cái mẫu này em đang cầm trên tay này của nó là BH1 này. Phần lục giác đo là 8 ly. Còn chiều dài của nó này là 8 cm nha các bác. Đấy. Cái này là BH1 nha các bác, kiểu mũi vít đóng loại nhỏ ấy. Đấy. Nên nó có lẫn cái nào của BH2 như cái này là BH2 này các bác. Đấy. Còn cái nhọn hẳn như này thì sẽ BH1 nhé. Còn cái nào mà đầu nó to to này sẽ là BH2. Đây combo này của mẫu số 9 các bác, có giá là 100.000. Cái này là mũi vít đóng nha các bác, không phải là mũi vít bắt đâu. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 10. Số 10 là bộ combo cái này. Cái này nó có một cái phần màu đen này là bằng nhựa. Còn cái phần màu trắng này là bằng nhôm các bác. Mẫu này kích thước này, độ dày của nhôm là 2cm, chiều cao phần nhôm là được 3,4cm, bản rộng là 3cm nhé. Nguyên combo luôn, là tất cả chỗ này luôn ạ, của mẫu số 10, có giá là 100.000. Là tất cả luôn nha các bác. Tiếp theo là mẫu 11. 11 là bộ combo những cái đồng hồ này các bác. Đây, những cái đồng hồ này của màn hình của nó sẽ còn nguyên nha các bác. Bên trên nó sẽ có những cái nút nhấn này, nó có mấy kiểu ấy. Nút nhấn tròn này, nút nhấn vuông. Rồi có cả cái kiểu màn hình màu đen nữa này. Những cái mẫu này thì nó sẽ, em sẽ lựa cho các bác là những cái còn nguyên màn hình, không có bị bể vỡ nhá. Như cái mẫu này điện của nó sẽ là bao nhiêu đây để em xem này. Điện là DC 12 đến 24V. Em sẽ lựa cho các bác là cái nào cũng còn đầy đủ cái phần dây dài như này, để về các bác là dễ dàng đấu nối nhá. Cái này thì em sẽ bán theo combo 100.000 là combo 10 chiếc. Các bác chốt là mẫu 11 giúp em nhé. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 12. 12 là bộ combo xi lanh. Đây là combo các cái mẫu xi lanh nhỏ các bác. Các cái mẫu hành trình nhỏ ấy. Đây em xem mẫu này. Như cái mẫu này em đang cầm trên tay này. Mẫu này là P20 hành trình 25. Là cái phần ti hơi này. Đẩy lên hành trình sẽ được là 2.5cm nhé. Những các cái mẫu ống nhỏ này, như cái mẫu xi lanh nhỏ này thì đầu ống của nó sẽ rơi vào ống 4 hoặc là ống 6 đó, chứ nó không có ống to đâu. Đây các cái dây lằng ngoằng này của nó là dây cảm biến nha các bác. Em xem nào. Mẫu này là P20 hành trình 20. Đấy. Đây là combo này gồm bao nhiêu cái đây? 2 này, 4 này. 3 là 7. 10 chiếc các bác. Combo 10 chiếc của mẫu số 12 có giá là 120.000. Đây các bác chốt combo xi lanh nhé, lanh nhỏ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 13. Đây số 13 là cái này. Cái này là giống như cái khung để dẫn hướng cái dây các bác, dẫn hướng dây ấy. Ở đây bên sườn này nó có cái kiểu như cái
Còn bên này thì nó sẽ có hai cái phần bánh răng nó ăn khớp với nhau. Đây, còn cái các màu hồng này các bác, nó giống như các cái con lăn nhỏ để nó dẫn hướng cái dây ấy. Phần khung của món này sẽ là khung bằng sắt nha. Đấy, khung bằng sắt đó các bác. Em đo kích thước chiều dài phần khung. Phần khung của nó chiều dài em đo là 12 cm nha các bác. Phần mặt bích đế bên dưới này. Ở đây bản rộng là 4.5 cm. Đây là mẫu số 13 nha các bác. Mẫu này của em có giá là 70.000 một chiếc. Mẫu này hiện tại đang có là 5 cái này. Bác nào mua hết thì chuyển khoản em miễn ship nhé. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 14. Em 14 là cái cục này. Cái này nó giống như một cái motor ấy các bác. Đây bên trên cái phần thân là bằng nhựa nha các bác. Đây bên trong cái phần này thì nó khá là nặng. Ở đây bên dưới đế nó ghi này 50-60Hz. Em xem nó có cái tem nào không này. Đây AC 220V nè các bác. Nó chỉ ghi là 50-60Hz thì không thấy ghi bao nhiêu watt ta. À đây đây, 10W các bác. Nó bị rách đúng cái chỗ số này nên không biết là 10W hay là 40W nữa này các bác. Đây là mẫu số 14 nhá. Mẫu này có giá là 50.000. Bác nào biết chế cháo thì chốt nhé. Cái này em cũng không biết nó là cái gì luôn. Rồi tiếp theo đây là mẫu 15. Combo 3 cái nhông nhá. Trong đây nó sẽ có một cái bánh nhông bằng nhựa. Bên trong của nó sẽ có trục bi xoay như này. Phần bánh nhông của đây độ dày đo được là 7 ly và đường kính của nó em đo được đường kính đo được là 63. Còn đây là hai cái bánh nhông đôi. Phần lỗ trục đo được là 20. Phần bánh nhông độ dày đo được là 7 ly ạ. Đường kính phần bánh nhông của em đo được là 61. 61 đấy các bác. Đây combo 3 món này. Combo 3 món này của mẫu số 15 có giá là 50.000. 3 món này nha các bác, 3 cái nhông. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 16. 16 là cái combo cái này. Cái này nó sẽ có là bằng cái này bằng gì? Cầm rất là nhẹ, không biết là bằng nhựa hay bằng nhôm đấy. Như cái mẫu này nó đang trượt theo kiểu trượt mang cá như này này các bác. Đấy. Bên sườn nó có một cái nút khóa này. Còn cái mẫu này đây. Rồi, đây cái mẫu này. Mẫu này thì là bằng sắt này, nó sẽ kiểu giống như kiểu dây trượt đấy các bác. Đấy. Phần kích thước của nó này, mặt bích của nó sẽ là vuông 6 cm. Mẫu này là hình vuông nhá. Đấy. Cái này thì em sẽ bán theo combo nha các bác. Đây một combo là cứ có là 6 chiếc là 100.000. Mẫu này thì hiện tại em đang có 3 bộ combo nha các bác. Đây, 3 bộ combo nha. Cái này thì các thông cảm là vui lòng không chọn nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 17. Đây 17 đây. 17 là combo mấy cái cây trục tròn này. Mẫu này cái phần trục này ở đây này, hai đầu nó sẽ có cái phần ren như này. Mẫu này cái phần lỗ trục em đo là 7 ly. Còn nó cái phần đây phần ren nhá, phần ren là 7 ly nhá. Trục tròn em đo là phi 20. Kích thước này, chiều dài phần trục là được 20.5 cm nhá. Cái này thì em bán theo combo 100.000 là combo được 5 cái. Combo 5 cái nha các bác. Mẫu số 17. Tiếp theo là mẫu 18. Đây 18 là cái mẫu con lăn bên trên này đây. Đây 18 là mẫu con lăn này. Mẫu này con lăn bằng nhựa các bác. Đây nó sẽ có một cái phần gối bằng sắt nhá. Bên trong này hai đầu sẽ có bi xoay. Mã bi của mẫu này là bao nhiêu đây? 6302 các bác. 6302 nha. Phần lỗ trục. Lỗ trục mẫu này đo được là phi 15. Phần thân này kiểu nó như này. Chiều dài phần thân em đo là 67. Đường kính em đo là 57. Đấy, hai đầu sẽ có bi nữa. Đây bên trong các bác thấy con bi này, bên này cũng có bi nhá. Mẫu này rất là mới luôn. Đây là mẫu số 18 này. Mẫu này của em có giá là 100.000 một chiếc. Bác nào mà mua từ 5 chiếc trở lên chuyển khoản được miễn ship nha các bác. Tiếp theo là mẫu 19. 19 là bộ combo. Combo cái gì nhỉ? Combo van điện này các bác. Đây. Combo này. Như cái mẫu này em đang cầm trên tay này. Một cái phần khung bên dưới sẽ có cái phần đế chia hơi. Đầu ống ở đây sẽ là ống bấy đây, ống 8 đấy các bác. Còn bên trên này nó sẽ có cái ống là ống 6 nhá. Mẫu này có cái logo của SMC, điện DC 24V nhá, hai cái đầu điện của nó đây. Còn cái phần khung này thì nó có mấy cái van này nó bị mất cái đầu điện rồi. Mẫu này cũng là hàng SMC các bác, đầu ống chính ở đây nó sẽ là ống 8, còn bên trên này sẽ là ống 4 nhá. Còn đây là cái van điện hai đầu. Mẫu này là hàng của TBC, đầu ống sẽ là ống 6 và ống 8, điện
DC 21 đến 26V Made in Korea. TBC là sẽ là hàng Hàn Quốc nha. Ở đây là hai cái van điện một đầu. Một cái là của TBC, một cái là của Etac. Đầu ống thì sẽ là ống 4 và ống 8. Còn cái này là ống 6 nha các bác. Đấy. Đây là bộ combo của mẫu số 19 này. Đấy, combo này tất cả là có giá là 120.000. Đây là cái chia hơi này các bác. Mẫu số 19 nhá. Combo này có giá là 120.000 này. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 20. Đây 20 là cái bộ này. 20 là cái combo hai món này các bác. Này không biết là bên trong nó có cái gì mà cầm lên nó nặng quá. Đây nó ghi là điện DC 24V này các bác. Đây, ở đây nó có cái phần chân giắc cắm như này. Này. Không biết bên trong nó có gì không mà nó nặng. Đây nó có một cái ống này. Con này kích thước bản rộng là 4,3 cm, chiều dài phần thân là 11,5 cm nha các bác. Combo này là có 2 chiếc của mẫu số 20, có giá là 100.000. Đây các bác chốt là mẫu 20 nhé. Tiếp theo là mẫu 21. 21 là combo các cái cầu đấu này, các cái cầu đấu lại dài ngắn đấy các bác. Đây, bên trong nó sẽ có các cái chân điện, các chân ốc vẫn còn đầy đủ nhá. Nó sẽ cắt đầu dây ạ. Như cái mẫu này này, chiều dài của nó là 6 cm, bên dưới sẽ có cái phần chân đế cài Made in Korea này. Đấy. Còn đây có một cái dài này, có một cái đế dài như này. Phần chân ốc cũng còn đầy đủ nha các bác. Mẫu này thì chiều dài của nó là được 11 cm. Đây. Con này cũng có cái tem hàng của Hàn Quốc nhá. Combo này là đây nó có cả mấy cái này nữa. Các cái này thì còn nguyên, không có bị bể vỡ gì đâu nha các bác. Phần chân ốc là còn đầy đủ. Đây, các bác nào vào việc thì chốt nhá. Đây là nguyên bộ combo của mẫu số 21, có giá là 100.000 là tất cả luôn ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 22. 22 là cái gối nhôm này. Cái này là gối nhôm, cái này thì cái phần nhôm của nó sẽ là liền một khối luôn nha các bác. Phần nhôm độ dày đo được là 1,4 cm, phần lỗ trục đo được là 22 nha các bác. Kích thước này bản rộng là 7 cm, chiều cao là 7,7 cm. Cái này là bộ combo gồm 4 chiếc của mẫu số 22, có giá là 100.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu 23. Đây, 23 là mấy cái motor này các bác. Cái motor này bên sườn sẽ có 3 cái phần chân đắc cắm như này. Mẫu này phần đầu trục em đo được ở đây là 8 ly nhá. Chiều dài phần thân của nó này em đo được là 13,3 cm nha các bác. Đây, nó sẽ có cái tem như này. Đây các bác nhìn giúp em nhé, AC sạc vô motor. Mẫu này thông số là 200V, công suất là 100W ạ. Mẫu này là mẫu số 23, có giá là 100.000 một chiếc. Ở đây em đang có 4 chiếc, bác nào mua hết thì sẽ được miễn ship nhé. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 24. 24 là cái mẫu này. Mẫu này nó sẽ có cái phần trục bi. Ở đây, trục bi xoay ở đây này các bác. Trên đây nó sẽ có một cái đầu ống nối, kiểu như ống hơi, ống nối nhanh ấy. Ống 6 nha các bác. Phần bu ly này, phần rãnh ở đem đo là 12. Và cái phần rãnh của cái khung này, ở đem đo là bao nhiêu đây? 28 ạ. Tổng chiều dài cả khung và cái phần đầu nối nhanh này khoảng 15 cm. Nó kém 2 ly nó được 15 cm các bác. Đây là mẫu số 24, mẫu này có giá 70.000 một chiếc nha. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 25. Là cái combo cái ống này. Này là em đang có 4 cái thì sẽ chia làm 2 combo nhá. Này ống của nó là ống lò xo, ống inox nha các bác. Đây, bên dưới nó sẽ có cái phần lỗ trục bên trong này. Phần lỗ bên trong của em đo được là 36, đường kính bên ngoài đo được là 48 ạ. Cái này thì bán theo combo này là 100.000 là combo 2 cái như này nhá. Này là em đang có 2 bộ này. 2 bộ là 4 cái. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 26. Đây các bác đợi em chút để em sắp xếp lại chỗ nhé. Hai sáu là cái mẫu màu đen này. Mẫu đen này là cái tấm nhôm các bác. Đây là cái mẫu tấm nhôm nha. Cái phần nhôm bên trong của em, phần nhôm này độ dày đo được là 1,2 cm ạ. Kích thước phần mặt bích bản rộng là 18 cm.
chiều dài là 22 cm, mẫu số 26, mẫu này có giá là 80.000 một chiếc. Tiếp theo là mẫu 27, 27 cũng là cái mẫu tấm nhôm. Đây, 27 cũng là cái tấm nhôm như này. Phần nhôm ở đây độ dày đo được là 1,2 cm, kích thước bản rộng của nó là 13,5 cm. Phần bên này chiều dài là được 25 cm, còn chỗ chiều dài nhất là được là 33 cm ạ. Mẫu số 27 có giá là 100.000 một tấm. Tiếp theo là mẫu 28. 28 là một mẫu cái hộp điều tốc này. Đây, nó sẽ có một hộp điều tốc như này. Mẫu này thì nó sẽ có cả cái đèn báo này, đèn báo màu xanh màu đỏ các bác. Đây bên tầng sau này. Cái phần đèn này của nó sẽ điện 220V. Còn đây là cái hộp hộp điều tốc của nó này. Made in Korea các bác, 25W, điện 220V nhé. Mẫu số 28, mẫu này có giá là 200.000. Tiếp theo là mẫu 29. 29 là một cái hộp này. Hộp này nó giống như cái hộp kiểu hộp công tắc đảo chiều ấy các bác. Ở đây nó sẽ có cái cổng chân tắc cắm này, điện 250V, điện 1 pha nha các bác. Đấy. Mẫu này kích thước phần hộp này, ở đây bản rộng là 7.5 cm, chiều dài là 22.5 cm, số 29, có giá là 120.000. Tiếp theo là mẫu 30 đây rồi. 30 là cái bộ bánh nhông này các bác. Bánh nhông này của nó bằng sắt nhá. Phần lỗ trục ở đây bên trong em đo được là 30. Phần bánh nhông độ dày đo được là 30. Đường kính phần bánh nhông em đo được là 95. Đây là mẫu số 30 các bác. 30 này, mẫu này em đang có combo là gồm 2 chiếc, có giá là 100.000 nha các bác. Đấy. Tiếp theo là mẫu 31. 31 là cái nguồn này. Cái cục nguồn này các bác, ở đây bên trên nó sẽ có cái phần chân giắc cắm như này. Ở dưới đây nó sẽ có cái cổng chân giắc cắm 3 chân. Mẫu này hàng Made in Korea này. Điện đầu vào là 220V. Điện đầu ra là DC 12V 8.3A nha các bác. Kích thước phần thân bản rộng là 6.5 cm, chiều dài là 16.5 cm. Mẫu số 31 có giá là 150.000, hình thức còn mới và đẹp. Tiếp theo là mẫu 32. 32 là một mẫu chân tăng này các bác. Mẫu này nó sẽ có cái phần chân trục tròn đây này, nó bằng sắt đặc luôn nha các bác. Phần mặt bích của nó cũng phần đế rất là khá là dày luôn. Đường kính phần mặt bích đế này của nó là 8 cm. Tổng chiều dài cả sản phẩm là được 29 cm ạ. Đây là cái phần trục tròn của nó này. Phần trục tròn đây đường kính đo là 35. Mẫu này cái phần thân của nó sẽ là trục tròn sắt đặc nhá. Đây là em đang có mẫu số 32. Mẫu này có giá là 100.000 một cây nhá. Mẫu này em đang có là 6 cây. Tiếp theo là mẫu 33. 33 là cái bộ con lăn này. Đây. Mẫu này thì hai bên này. Hai bên cái phần khung của con lăn này nó sẽ có hai cái gối bằng sắt các bác. Bên trong ở đây nó sẽ có trục bi xoay. Một bộ thì các bác sẽ có là tất cả trong combo như này, là gồm cả một cái con lăn nhỏ như này. Thì nó rãnh đi vào cái đường rãnh này nó cùng quay nha các bác. Em sẽ đo kích thước của cái phần con lăn dài. Phần bên ngoài ở đây em đo là 32. Bên trong này em đo là 45. Hai cái phần gối hai bên này của nó là gối sắt ạ. Chiều dài phần thân của nó là 15 cm nha các bác. Chiều cao phần chân gối này. Ở đây em đo là 10,5 cm nha. Mẫu số 33. Một bộ như này là có giá là 100.000. Mẫu này hiện tại em đang có là mấy nhỉ? Có 3 bộ các bác. Tiếp theo là mẫu 34. 34 là một cái máy in này. Một cái máy in, bác nào nghiên cứu chế cháo thì chốt nhá. Ở đằng sau nó sẽ có các cái cổng chân tắc cắm như này. Made in Japan luôn nha các bác. Đấy, made in Japan luôn này. Nên nó mở ra nào đây. Đây nó có một cái nút này. Đây. Bên trong nó sẽ mở ra như này. Đấy. Hộp giấy in, hộp máy in các bác. Đấy. Bác nào nghiên cứu chế cháo thì chốt nhá. Đây, mẫu này. Hình thức thì em thấy là còn đẹp, không có bị bể vỡ gì nhá. Số 34, mẫu này có giá là 120.000 thôi. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 35. 35 là bộ combo này. Combo là gồm hai cái cây trục tròn và bốn cái bi rời nhá. Phần trục tròn em đo được ở đây là phi 12. Chiều dài phần trục này. Mẫu này chiều dài phần trục là được 31 cm. Trong đây thì các bác sẽ có là gồm hai cây trục và bốn bi rồi. Và
đi kèm thêm là 4 cái bi rời này. Mẫu số 35. Bộ này có giá là 180.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 36. Đây, 36 là cái mẫu con lăn này nha các bác. Mẫu 36 cái con lăn này nó rất là mới luôn. Con lăn bằng nhôm nha. Đây, mẫu này là con lăn nhôm nha các bác. Bên trong nó sẽ có một cái phần lỗ trục này của nó là lỗ 15 nha. Kích thước phần thân của nó, chiều cao phần thân của nó là được 72. Đường kính bên ngoài của nó đo được là 86. Con lăn nhôm, hàng tháo máy nhưng mà trông không khác gì hàng mới luôn. Đảm bảo với các bác là nhận hàng lúc này là ưng ý liền luôn. Mẫu số 36. Mẫu này có giá là 200.000 một chiếc. Bác nào mà mua mẫu này từ 3 chiếc trở lên, chuyển khoản là được miễn ship nhé. Tiếp theo là mẫu 37. Đây, 37 bên trên này. Mẫu 37 là cái mẫu này các bác. Mẫu này là cái mẫu kiểu dây dẫn hướng của các cái đầu dây ấy các bác. Đây này, bên trên nó sẽ có cái phần buli như này. Đây nữa này. Đây cái này. Đấy, một cái phần khung này nó sẽ có ba cái bánh buli quay như này các bác. Phần khung này của nó sẽ là khung bằng sắt nhá. Đây, nó sẽ có cái trục bi bên dưới, có cả cái lò xo bên dưới này các bác. Đấy. Cái này khi gói hàng thì em sẽ ép lại như này để gói cho nó gọn gàng, cho nó an toàn nha các bác. Cái này thì em sẽ bán theo combo nhá. 100.000 là combo 3 cái nha các bác. Này em đang có 6 cái là 3 bộ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 38. 38 là cái mẫu van lọc này các bác. Cái cốc lọc chứ. Mẫu này là cái mẫu cốc lọc. Mẫu này thì đằng sau sẽ có một phần ke góc như này. Hai bên ống này, đầu ống bên này của nó sẽ là ống 12. Còn bên này sẽ có một dàn này các là ống 8 nha các bác. Mẫu này nó có ký hiệu logo của SMC. Phần cốc lọc đẹp, không có bị bể vỡ sứt mẻ gì đâu nha các bác. Đây em đo kích thước này. Đường kính phần cốc lọc bên ngoài đo được là 60 nha. Mẫu số 38. Mẫu này có giá là 150.000 một chiếc nha các bác. Rất là đẹp luôn. Còn đây là mẫu 39. 39 thì nó y chang như mẫu 38 thôi. Có điều là cái phần ống này, ống hai bên này của nó sẽ đều là ống 12, chứ nó không có ống chia ra giống như cái mẫu kia nhá. Các nào thích mẫu nào thì bảo em nhá. Còn đâu kích thước là cùng một loại luôn ạ. Mẫu số 39 cũng có giá là 150.000 một chiếc. Cái mẫu này bác nào mà mua từ 2 chiếc trở lên, chuyển khoản là được miễn ship ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 40. Đây 40, ở đây em đang có cái ổ điện này. Đây các bác. Ổ điện này không có dây nha. Ở đây nó cắt đầu dây ngắn lắm rồi. Đây, mẫu này các bác. Nó có cái tem ở đây, AC 250V 16A nha các bác. Trên đầu đây nó sẽ có một cái nút công tắc này. Các bác dùng thì mình bật, mà không dùng thì mình tắt đi giúp em nhé. Cái này ánh sáng màu cam nên là rất là sáng luôn. Ở đây phích cắm của nó sẽ là, à quên, cái ổ cắm ấy. Ổ cắm sẽ là ổ cắm hàng Hàn Quốc nên sẽ là ổ cắm chân tròn này các bác. Ở đây sẽ có là gồm 2, 4, 6 ổ cắm. Đây, như khá là nhiều ổ cắm nha các bác. Còn dây trên trên này chắc độ một, được 1 mét dây thôi, không đáng kể. Mẫu số 40 có giá là 150.000. Các bác quan sát này, trông nó có khác hàng mới không? À quan trông nó có giống hàng mới không? Rất là giống hàng mới luôn. Bên dưới này sẽ có một cái phần này giống như kiểu cái ke ấy, để các bác có thể bắt vào cái bàn hay là cái bảng điện được nhá. Còn đây là mẫu 41. Mẫu này thì cũng không có dây, nó cắt đầu dây rồi nha các bác. Thông số thì cũng như mẫu kia. 250V 16A. Mẫu này thì nó sẽ có nhiều ổ cắm hơn. Đây cũng có một cái nút công tắc đèn báo trên đầu như này. Mẫu này các bác sẽ có là 10 ổ cắm. Các bác nào mà làm xưởng ấy, mình cần nhiều ổ cắm. Làm cái chỗ nào mà cần nhiều các cái chỗ ổ cắm này thì mình chốt liền mẫu này. Đây các bác. 10 ổ cắm nhá. Đây là mẫu số 41, có giá là 200.000. 40 và 41 thì em chỉ có là mỗi thứ là một chiếc thôi. Tiếp theo, mẫu 42. Đây 42 là cái bộ combo 3 cái nhông này. Nhông này bên trong nó có trục bi các bác, trục bằng sắt, còn phần nhông này nó bằng nhựa nhá. Em đo kích thước này. Phần trục của em đo được là phi 12. Phần bánh nhông độ dày đo được là 7 ly. Đường kính phần bánh nhông đo được là 8. Không, chưa được. Cái này là 79 nhé các bác. 79. Em đo tổng này. Tổng chiều dài cả trục của nó đo được là 35.5cm nha các bác. Đây là bộ combo của mẫu số 42. Ở đây em đang có 3 cây này. Có giá là 100.000 nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 43.
3 là cái khung con lăn này. Đây. Trên đây nó sẽ có một cái phần khung mặt bích bằng sắt này. Đây nó sẽ có là 5 cái con lăn như này. Con lăn của nó sẽ đều có bi xoay như này nha các bác. Đây em đo kích thước này. Đường kính phần thân của nó là được 26. Chiều dài này. Chiều dài cái con lăn ngắn này là được 6 cm, còn cái dài là được 10 cm nha các bác. Đây là bộ combo. Đây, bộ này có giá là 150.000, mẫu số 43. Con em có một cái thôi. Tiếp theo là mẫu 44. Tay 44 là cái này. Một cái dạng hộp mà điều khiển nha các bác. Bên đằng dưới sẽ có cái phần chân đế cài. Đằng bên trên sẽ có cái phần chân ốc này. Các cái phần ốc ấy nó cắt dây điện đấy các bác. Ốc thì vẫn còn bên trong đầy đủ nhá. Nó sẽ có một cái màn hình ở đây và các cái nút nhấn điều khiển này. Cái này ở đây nó ghi là điện DC 24V nha các bác. Mẫu này rất là đẹp luôn. Mẫu số 44, có giá là 100.000 một chiếc. Mẫu này em đang có 4 cái. Tiếp theo là mẫu 45. 45 là cái này. Cái này nó giống như dạng một cái cục trở hay cái gì ấy. Nó sẽ có cái phần mặt bích bằng nhôm đây này. Bên trên nó có hai cái đầu dây điện này các bác. Còn phần dưới đế của nó này. Đấy, không biết bác nào biết nó là cái gì không? Biết là cái gì thì bình luận vào dưới video để cho em có thể biết thêm, tham khảo thêm nhé. Con này thì bản rộng của nó là được 15,7 cm, chiều dài là được 19 cm ạ. Mẫu số 45, có giá là 100.000. Các em có một chiếc thôi các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 46. 46 là cái mẫu này. Mình chưa được cái phiếu của nó đâu rồi. Đây là combo về cái miếng nhôm các bác. Cái phiếu chắc nó không dính nổi, nó bay đâu mất tiêu rồi. Đây là miếng nhôm nha. Cái này cái phần nhôm độ dày bên này đo được là 16 nha các bác. Còn bên trong này thì sẽ mỏng hơn. Bản rộng của nó là được 3,7 cm. Chiều dài đo được là 20,5 cm nhá. Đây là mẫu số 46 này. Mẫu này có giá là 140.000. Đây em xem có bao nhiêu cái này. 2 này, 4, 6, 8, 10. Combo 10 cái nha các bác. 140.000. Đây là mẫu 46 nha các bác. Cái phiếu nó bị gió bay mất rồi. Rồi tiếp theo là mẫu 47. 47 là cái mẫu xi lanh. Đây là mẫu xi lanh. Đây các bác. Kiểu như xi lanh hai đầu ấy. Con này là có cái tem của SMC Made in Japan nha. Đây, phần khung của nó sẽ là khung bằng nhôm như này. Đây sẽ có hai cái ti hơi như này. Phần ti hơi ở đây em đo là 8 ly các bác. Hành trình của nó là được 30. Đấy, hành trình của nó 30 nhá. Phần thân của nó này. Bản rộng là được 5,5 cm. Để nguyên như này khi cái phần ti hơi chưa đẩy ra nhá. Thì tổng sẽ đo là 13,5 cm. Bên sườn cái đầu ống này của nó sẽ là ống 4 nha các bác. Về các bác tự thay ống nhá. Mẫu số 47 có giá là 100.000. Tiếp theo là mẫu 48. 48 là mẫu xi lanh hơi này. Con này cái phần thân ngoài của nó là thân inox nha các bác. Đầu van ống hai bên của nó sẽ là ống 8. Con này có cái logo của SMC ở đây này. Phần thân của nó là phi 42. Hành trình nó đẩy cái ti hơi lên này sẽ được là 180. Là hành trình 18 cm nha các bác. Ti hơi đem bọc là phi 14. Bên trên đầu sẽ có cái phần khớp như này. Đây là mẫu số 48. Mẫu này có giá là 120.000 một chiếc. Mẫu này bác nào mua từ 5 chiếc trở lên chuyển khoản là được miễn ship đấy ạ. Tiếp theo là mẫu 49. 49 là mẫu con lăn. Mẫu này con lăn nhôm nha các bác. Phần bên trong cái nó có một cái lỗ trục này. Lỗ trục này của nó là lỗ 15 nha. Đây em sẽ đo kích thước này. Chiều cao phần thân của nó em đo được là 76 á. Đường kính bên ngoài đo được là 94. Đây là mẫu số 49, có giá là 200.000 một chiếc. Mẫu này bác nào mua từ 3 chiếc trở lên chuyển khoản là cũng được miễn ship nhá. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 49 này đến 50. Đây, 50 là cái mẫu trục nhôm này các bác. Ở đây bên trong nó sẽ có cái phần bánh nhôm bằng nhôm nhá. Còn cái phần trục này của em sẽ là trục bằng sắt nha các bác. Phần trục ở đây em đo được là phi 20. Phần bu ly này, phần rãnh bu ly ở đây em đo được là 17. Còn bên này thì em đo được là 27. Em sẽ đo kích thước chiều dài. Ở bên ngoài này các bác, hai đầu sẽ có bi nhá. Tổng chiều dài cả sản phẩm là được 43,5 cm. Mẫu số 50. Mẫu này có giá là 100.000 các bác. Tiếp theo là mẫu 51. 51 em có một cái bàn phím đấy. Có một cái bàn phím này. Mẫu này
Bàn phím này hình thức là vẫn còn đẹp nha các bác. Đây nó có một cái đầu dây, nó còn cả cái rắc ở đằng sau này. Made in Korea này các bác. Hàng Hàn Quốc nha. Điện 5V. Đây là mẫu số 51, có giá là 50.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 52. 52 là cái hộp này. Ở đây nó có cái tem ở đây, bên sườn đây nó có cái tem này. Đây các bác, các bác xem cái tem, ôi sao nó bị lóa thế nhỉ. Đây là các bác xem giúp em cái tem nhá. Cái phần hộp ở đây này nó bằng nhôm này các bác, còn phần mặt đích bên trên này của nó bằng nhựa này. Đây, bản rộng là 7.5 cm, chiều dài là 18.7 cm nhá. Số 52 có giá là 100.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 53. 53 là bộ combo 3 món này các bác, combo 3 món nhá. Chiếc đầu tiên này, ở đây nó có một cái trục, nó có cái bu ly này các bác. Hai bên này sẽ có cái phần gối nha các bác. Đây, con này cái phần rãnh bu ly em đo được là phi 10. Phần trục này đo được là phi 10 luôn nha các bác. Tổng chiều dài cả sản phẩm là được 44 cm. Đây là một cái cây trục tròn này. Này như bằng nhôm ấy sao. Con này cái phần trục của em đo được là 12. Tổng chiều dài của nó đo được là 37 cm. Còn đây là cái này bằng sắt này. Ở đây nó có cái trục bi xoay như này nha các bác. Phần đầu trục của em đo được là phi 10. Còn đâu phần trục bên trong này đo được là phi 16 á. Đây nó có một cái bi xoay bên trong như này. Mẫu này tổng cả chiều dài sản phẩm là được 40 cm. Mẫu số 53, bộ combo 3 cây này, có giá là 100.000. Tiếp theo là mẫu 54. 54 là một cái mặt bích này. Mặt bích này bên trên của nó bằng nhôm, bên dưới của nó sẽ có một lớp đệm bằng nhựa như này nhá. Bản rộng là 18 cm, chiều dài là 18 cm. Số 54 có giá là 50.000. Đây, nguyên cả lớp nhựa và lớp nhôm này thì đo được là 2 cm nhá. Tiếp theo là mẫu 55. 55 là combo 2 cây trục tròn này. Đây. Phi này của nó là trục tròn sắt đặc nha các bác. Phần đầu trục đo được là phi 20. Chiều dài phần trục là được 47 cm. Ở đầu đây nó có cái phần lỗ ren này. Phần lỗ ren em đo là 7 ly nhá. Sắt đặc nha các bác, mẫu này rất là mới luôn. Số 55 combo 2 cây có giá là 100.000. Tiếp theo là mẫu 56. À, cái mẫu này hiện tại đang có cả cái loại mà dài 68 cm nha các bác. Loại dài 68 cm thì có sẽ có giá là 180.000. 180.000 là combo 2 cây. Rồi tiếp theo đây là mẫu 56. 56 là cái bộ này. Đây nó sẽ có một cái phần mặt bích bên dưới là bằng nhôm này, bên trên sẽ có bốn cái hộp này ghép vào với nhau này. Cái này nó có cái tem rồi. Đây các bác. Điện DC 24V nhá. Bên trên này nó có cái phần chân rắc cắm như này này các bác. Đây có ba cái phần dây điện nó đã cắt như này. Đây là mẫu số 56, mẫu này có giá là 200.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 57. 57 là cái mẫu motor các bác. Một cái mẫu motor này, mẫu này cái phần đầu trục của em đo là phi 10 nha các bác. Kích thước phần thân bản rộng là được 8 cm, tổng chiều dài phần thân là được bao nhiêu đây? 14 cm nha các bác. Đây em xem các bác xem thông số này. Điện 220V, công suất là 25W. Make in Korea nhá. Đây, nó chỉ có cái tem ở bên trên này thôi. Còn đâu bên sườn vùng quanh này em không thấy có cái tem gì. Đây bên dưới nó có một cái đuôi ở bên dưới như này này. Đấy. Mẫu số 57, con này có giá là 400.000 nha các bác. Tiếp theo chuyển qua 58. 58 cũng là một mẫu hàng của Hàn Quốc các bác. Đây, em đo phần đầu trục bên trên này đo được là bao nhiêu đây? Phần đầu trục này đo được là phi 12. Kích thước phần thân bản rộng là 9 cm, chiều dài tổng của nó là 17.5 cm nhá. Đây các bác. Cái tem này, Made in Korea này. Mẫu này rất là mới luôn. À, mẫu này thông
thông số là 40W, điện một pha 220V. Đây các bác, ui nó bị lóa thế nhỉ. Đây các bác, mẫu số 58, mẫu này có giá là 650.000. Tiếp theo là mẫu 59. 59 là cái cặp bi gối này. Mẫu này thì cái phần gối của nó rất là bằng sắt nha các bác. Phần khung bằng sắt. Bên trong một cái bi này nó sẽ có hai cái bi. Phần lỗ bên trong chuẩn của nó sẽ là chuẩn lỗ 30. Bản rộng của nó được 12,7 cm, chiều cao là 9 cm ạ. Còn bên này thì đo được là 6 cm nhá. Một cặp các bác sẽ có hai chiếc này này, mẫu số 59, có giá là 300.000. Mẫu này bác nào chuyển khoản là được miễn ship nhá. Cái này bằng sắt nên nó rất là nặng nha. Tiếp theo là mẫu 60. 60 là combo hai chiếc. Đây, mẫu này made in Singapore này. Đây nó ghi là AC 100V nha các bác. Bên dưới có cái phần chân đế nha. Phần chân ốc là các thứ vẫn còn đầy đủ nha các bác. Đang biết cái này gọi nó là cái gì cơ. Hai chiếc này là cùng một kiểu nha các bác. AC 100V 1.5A, mẫu số 60. Combo hai chiếc có giá là 100.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu 61. 61 là cái hộp điều tốc này các bác. Mẫu này thì còn nguyên cả cái phần hộp bảo vệ bên ngoài luôn. Đây, đằng sau sẽ có các cái phần chân rắc kiểu như này này. Đây nó ghi là AC 200V và các bác cắm điện 220 bình thường nhá. Mẫu này là made in Japan, hàng gì nhỉ? Hàng Hàn Quốc. À đâu, made in Hàn Japan là hàng Nhật chứ. Đấy, made in Japan mà lại là hàng Hàn Quốc, chán thật. Ở đây bên trên này nó sẽ có một cái màn hình điện tử với cả cái nút vặn điều tốc ở đây nha các bác. Đấy, nó sẽ hiển thị số ở đây. Đây còn nguyên cái phần nắp bảo vệ này. Đấy, bảo vệ cái màn hình nha các bác. Đây là mẫu số 61. Mẫu này là hàng Nhật, có giá là 200.000 một chiếc nha các bác. Mẫu này em đang có hai cái đấy. Hai cái này là cùng một loại nha các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 62. Đây, 62 là nó nằm bên góc này. Số 2 ở đây em đang có combo hai cái miếng nhôm này các bác. Combo hai miếng nhôm này nhá. Con này cái phần nhôm ở đây mặt bích độ dày đo được là 1 cm. Kích thước bản rộng của nó là được mười mấy đây, 12,3 cm các bác. Chiều dài phần bên này là được 23 cm các bác. Đây combo em đang có hai miếng đây của mẫu số 62, có giá là 100.000 hai cái nhá các bác. Ôi chết em rồi. Sao lại đánh hai số 62 này? Sao dạo này hôm nào em cũng nhầm số đấy nhỉ? Và đợi một chút để em lấy cái bút em chỉnh cái mẫu này thành thêm một chữ A vào trước cho nó đỡ nhầm nhá. Không hiểu sao mấy hôm nay ngày nào cũng đánh hai số cạnh nhau. Đây các bác chữ A nhá. Nó giống như mẫu chân giảm chấn ấy các bác. Phần bên dưới đế nó sẽ có một cái phần nhựa, cả phần mặt bích bằng nhôm. Bên trên này, cái phần này nó sẽ ở đó có một cái phần bi. Cái này là hàng made in Japan nhá. Nó sẽ có một cái phần lò xo ở giữa này. Đây các bác. Đấy, nó có cái độ đẩy đàn hồi bên trên, nó có kiểu như cái bi ấy. Các bác này biết là đo của gì đây. Phần thân nhôm ở đây em đo là 26. Phần khung bi bên ngoài em đo là 35. Mặt bích của nó ở đây đường kính em đo được là 66 nha các bác. Đây em đo tổng chiều dài này. Cái này tổng chiều dài của nó được 26 cm. Đây là mẫu A62. Các bác chốt cho em là thêm chữ A vào trước nhá. A62 có giá là 80.000 một cây. Cái này em đang có 10 cây nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 63. Đây 63 là cái mẫu này. Cái này ở đầu đây nó có một đầu đây nó có cái phần ren này. Phần ren mà bên trong của nó sẽ có cái bi các bác. Đây, bên trong nó có bi này. Hai cái này là rời nhau nhá. Một bên này bằng nhựa này, phần khung bên ngoài bằng nhựa. Bên này phần khung của nó sẽ là sắt. Đây cái phần trục của em đo được là 24.
nó không phải là tròn hẳn đâu các bác, nó có một đoạn bị vát như này nhá. Còn đây là cái phần đầu gen của nó này, phần đầu ten em đo là 23 nha các bác. Đây bên trong nó sẽ có bi như này, hai cái đều có bi, kiểu bi rời riêng biệt nhá. Mẫu này thì tổng chiều dài em đo là 63 cm. Đây là mẫu số 63 này. Mẫu này của em có giá là 150.000 một cây nhá. Đây đây em đang có hai cây này. Hai cây này là cùng một loại, cùng một kích thước nha các bác. Tiếp theo là mẫu 64. 64 là cái mẫu bàn, nó giống như kiểu cái trục nâng ấy các bác, không biết nó gọi như thế có đúng không nhỉ. Ở đây nó có cái phần đầu dây điện này, khi bác đấu điện vào cái phần trục này nó sẽ đẩy lên nhá. Đây nó có cái tem lên tên này, điện DC 24V 50W. Quên mất luôn, em không cái dòng điện ra đây để em test kiểm tra cho các bác luôn. Cái này thì bên em đã cắt đầu dây để test kiểm tra cho các bác rồi này. Các bác nào có nhu cầu xem video thì mời các bác qua Zalo chọn mẫu là 64 xong em chụp hình các bác xem nhá. À quên, em quay phim chứ. Quay phim để cho các bác xem video test nhá. Đấy, mẫu số 64 này, mẫu này còn giá là 250.000 một cái. Tiếp theo chuyển qua mẫu 65. 65 là cái mẫu xi lanh, kiểu như mẫu xi lanh điện nha các bác. Ở bên sườn đấy sẽ có một cái phần trục tròn này. Ở bên dưới đây sẽ có hai cái đầu dây rắc cắm của nó như này. Em xem là có cái tem này. Đây đây, mẫu này có cái tem đây. Điện DC 24V nha các bác, made in Japan này. Đây. Mẫu này thì trông rất là mới luôn, bên trong của nó sẽ là bằng bên ngoài phần thân của nó bằng nhôm các bác. Nhưng mà cái mẫu này không thấy cái tem kiểu hành trình nó đẩy lên được bao nhiêu ấy. Bên sườn đây này, nó sẽ có một cái trục có trục tròn có bi nha các bác. Phần trục tròn em đo được là 8 ly, còn phần trục ti hơi đo được là phi 22. Cái phần ti hơi của nó khá là lớn đấy các bác. Phần ti hơi này nó đẩy lên sẽ được là 25 cm nhá. Đây là mẫu số 65. Đây, mẫu 65 các bác. Mẫu này có giá là 300.000 một chiếc. Mẫu này hiện tại là đang có 3 cái nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 66 là combo với cái ống ống nhôm này các bác. Đây, cái này của nó là rỗng ruột các bác, không phải đặc ruột đâu. Bên cho hai đầu của nó sẽ có cái kia phần kiểu như bánh nhông như này, bánh nhông hay bánh răng ấy. Phần đường kính bên ngoài em đo là 30. Kích thước này, chiều dài tổng của nó là được 34,8 cm nhá. Đây combo này mẫu 66 này, 5 chiếc có giá là 100.000. Hình thức còn mới đẹp. Tiếp theo chúng có mẫu 67. 68 này. 67 là cái mẫu gì nhỉ? Cái mẫu này là kiểu như cái mẫu bàn trượt. Bàn trượt nhưng mà nó chạy bằng gen bít me các bác. Đây bên trong này sẽ có cái phần gen bít me như này. Bên trên đầu sẽ có cái phần chân rắc cắm như này các bác. Đây ạ. Đây bên dưới nó sẽ có một cái củ motor như này. Mẫu này thông số là điện 24 hoặc là 29V đấy các bác. Công suất là 50W, hành trình là 333 này. Hành trình của nó được sẽ được là 33 cm nha các bác. Bên dưới đế nó sẽ có cái phần bên dưới chân ấy, sẽ có một phần chân đế như này. Số 67 có giá là 130.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 68. 68 là một mẫu con lăn. Cái này con lăn bằng sắt nha các bác. Em nghĩ nó là sắt đặc đấy, tại vì cầm nó nặng lắm. Cái này cái phần đầu trục ngoài đo được là phi 20. Đường kính phần thân con lăn đo được là 57 ạ. Cái mẫu 68 này, chiều dài phần thân của nó là 13 cm. Tổng cả phần trục hai đầu luôn là được 26 cm. Số 68 có giá là 100.000, mẫu này bằng sắt nha các bác. Tiếp theo chuyển qua bộ mẫu 69. Bộ combo dây cu loa. Đây, trong đây nó sẽ có một cái phần bánh nhông như này. Cái phần khung này của nó bằng nhôm hết nha các bác. Bên trong của nó sẽ có trục bi xoay như này. Đây, phần bánh nhông này. Made in Japan, mã bi của này là 6203. Mẫu này cũng thế này, made in Japan, mã bi là 6203 nha các bác. Đây nó sẽ có một cái sợi dây loa như này. Mẫu này bản dây ở đây em đo được là 20. Bản dây 20 nhá. Trên cái phần dây loa này nó sẽ có hai cái phần kẹp như này, hai cái phần kẹp dây này các bác. Các bác có thể mở ra để mình điều chỉnh theo cái phần dây của nó nhá. Đây, để em chậm đôi cái phần dây này xem là tổng chiều dài của nó khoảng bao nhiêu các bác. Mẫu này điểm như này thì đo tổng chiều dài của nó khoảng 70 cm nha các bác. Đây là bộ của mẫu số 69. Đây bộ này các bác sẽ có giá là 250.000. Mẫu này rất là mới luôn.
Tiếp theo chuyển qua mẫu 70. Đây đây, 70 là cái mẫu này. Cái này phần khung của nó sẽ là khung bằng nhôm nha các bác. Ở đây nó có một cái phần, các cái phần ống ra này. Cái đầu ống hơi này các bác, hai bên sẽ có hai cái đầu ống hơi to như này. Này ống của nó là ống ống 12 nha các bác. Còn đây là có một cái đầu ống nhỏ này, cái này ống của nó là ống 6. Em sẽ đo kích thước của nó này. Con này nó lạ lắm các bác. Con này thì bản phần khung của em đo được là 5 cm. Còn chiều bên này đo được là 7,3 cm. Chiều dài phần khung đo được là 34,5 cm. Ở bên sườn đây nó cũng có một cái đầu ống hơi là ống 6 này. Cái này bác nào biết là cái gì không? Thì em cầm thấy nó nặng lắm. Không biết bên trong nó có motor hay gì không, nhưng mà thấy nó rất là nặng. Số 70, con này có giá là 200.000 nhá. Con này thì em có một cái thôi ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 71. 71 là một cái mẫu motor này các bác. Con này là có cái tem màu tím này, là hàng Hàn Quốc nha. Đây các bác, hàng Hàn Quốc Made in Korea này. Nó có cái tem thông số là 25W, điện 1 pha 220V. Đây các bác nhìn rõ cái tem thông số của nó không? Bên trên nó sẽ có một cái phần trục, cái này phần gì nhỉ? Phần nhôm nó có cái nhôm bằng nhôm nhá. Phần lỗ trục này, đem đo là mấy đây? Phần lỗ trục này của nó là 10 ly các bác. Còn phần bánh nhôm này, phần bánh nhôm đổi bản của nó đo được là 11. Đấy. Nó sẽ có một cái phần mặt bích bằng nhôm bên trên này. Kích thước phần thân bản rộng là 8 cm, tổng chiều dài phần thân của nó là 16.5 cm. Đây đằng bên dưới đuôi này nó cũng có một cái tem như này. Đây là mẫu số 71 nha các bác. Mẫu này có giá là 400.000, rất là mới luôn. Tiếp theo là mẫu 72. Đây 72 cũng là một mẫu motor này. Mẫu này bên trên nó sẽ có một cái phần trục này. Kiểu như có một nửa cái khớp nối các bác. Mẫu này cái phần lỗ trục của đem đo là 12. Đem đo kích thước nhé. Mẫu này bản rộng phần thân là được 9 cm, tổng chiều dài cả thân là được 16 cm ạ. Mẫu này có cái tem của Made in Korea, 40W, điện 220V. Đây bên sườn đây cũng có một cái tem như này nữa này. Cái nó ghi ở đây giống như kiểu tỷ lệ là 1/12.5 ấy. Có đúng không ta? Mẫu số mẫu này là mẫu 72, mẫu này là 40W nha các bác, có giá là 650.000. Các bác nào có cần xem thêm hình ảnh của mẫu nào thì mời các bác qua Zalo chọn theo số, xong em sẽ chụp ảnh lại các bác xem nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo. Các bác xem video thì cho em xin nút like, đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau ạ.